Rồi, xin kính chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc bươu đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về một loại thức ăn cũng thuộc hàng rất là bổ dưỡng cho con ốc, đó là cây bèo trứng. Thì nhiều bà con là đi vớt bèo thì cũng biết được là cây bèo cám rồi, nhưng mà chưa biết được bèo trứng nó như thế nào. Thì bèo trứng là cái trứng của con cây bèo cám nó nở ra. Thì lúc đầu thì nó sẽ nhỏ, nó như cái trứng cá gì đó, nên chúng ta gọi là bèo trứng. Thì cái loại bèo trứng hay là bèo cám này là cũng là một nguồn thức ăn rất là bổ dưỡng cho ốc con, ốc lớn cũng như là ốc sinh sản. Ở đây là bèo trứng nha bà con. Cái bèo trứng này là nó rất là nhỏ, nó là trứng của cái bèo cám á. Đây bà con thấy là nó cứ như là trứng cá thôi, thì nó cũng nổi liều phiều trên nước á. Đây là ốc ăn rất là tốt. Thì như bà con biết là cái bèo cám thì nó sẽ có là 40% đạm thực vật. Nó sẽ giúp cho con ốc nó phát triển rất là nhanh. Thì ở đây là gông nha bà con, gông này là gông đuôi tròn nè, đây gông đuôi tròn. Thì ở đây có hai loại gông, đây là một loại gông khác ở đây, gông đuôi chuột. Đây gông này thì trồng ở ruộng thì nó phát dữ lắm. Nói chung là bà con nuôi ốc thì bà con phải có gông, có bèo đấy. Đây là một nguồn thủy sinh, nói chung là thủy sinh và thức ăn. Thì cái bèo cám này là nó phát triển rất là tốt ở trên gông. Gông ở đâu là nó phát triển tới đó thôi. Ở đây thì đây là cái cánh đồng mà bên em nuôi ốc sinh sản nha bà con. Đây có mấy cái mô này, để ốc sinh sản. Thì nó phát rất là nhiều, thì ở đâu có bèo tới đó là bèo cám như bèo trứng này nó sẽ phát, nó phát tới đó. Hàng ngày thì bên em sẽ vớt để cho ốc con nó ăn. Thì nhiều bà con là cũng đi vớt bèo, nhưng mà bà con vớt ở những cái ao mà cái ao tự nhiên á, nơi lặn ốc bươu vàng. Ở đây là cái ao bên em nó không có lặn ốc bươu vàng đâu, nên bên em mới vớt tự tin và thoải mái như thế. Còn nhiều bà con là cứ đi gặp bèo cám ở đâu là vớt tới đó. Thì khi mà vớt là nó lặn, ốc bươu vàng dữ lắm. Bà con thấy tốt không? Bèo cám này làm ngày nào cũng vớt nha bà con. Ngày nào rồi mình vớt xong thì qua bữa sau nó lại nở tiếp. Tại vì cây bèo cám trong vòng 12 tiếng là nó sẽ nở gấp đôi về cái số lượng của nó rồi. Ở đây là nó sẽ phát theo cái gông. Em cũng không biết được là vì sao mà lại bèo cám mà lại phát rất là nhiều trên gông. Gông tới đâu là nó phát tới đó à. Đấy. Cái bèo trứng á, là lúc đầu nó thì nó nhỏ xíu à. Nó như cái hạt trứng, nhưng mà sau thì nó sẽ phát thành cây bèo cám. Nó tầm khoảng một tuần sau là nó thành bèo cám hết. Thì trở lại cái vụ vớt bèo là nhiều bà con là vớt ở cái ao tự nhiên đó. Khi mà chúng ta vớt ao tự nhiên thì nó bị lẳng cái mấy cái ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng con thì nó rất là nhỏ. Đây là ấu nha bà con. Ấu thì lúc trước bên em nhiều lắm, nhưng mà bên nó tàn, nó cũng như bèo thôi. Đây là củ ấu nè. Củ ấu này gai kinh lắm, gai mà nó có cả nanh luôn, nó đâm vô chân. Nhưng mà khi già thì ốc sẽ ăn được. Thì lúc trước là ấu rất là nhiều, mà bây giờ nó tàn rồi, nó tàn nó đang lên lại. Nó cũng như bèo thôi, cái bèo bà con, mấy cái bèo mà bèo qua dâu rồi nó cũng tàn nha bà con. Nó bị sâu ăn thì nó sẽ tàn. Đấy, mình vớt ngày nào cũng vớt thôi. Bèo cám thì nó dễ phát lắm, cái này mình tầm khoảng lâu lâu thì tuần hai tuần thì mình sẽ gãy phân nó một lần cho nó phát lên, rồi mình lại vớt, ngày nào cũng vớt cho ăn. Nuôi ốc thì phải, bà con nuôi ốc được thì phải nuôi bèo. Chúng ta muốn nuôi ốc trước thì chúng ta phải nuôi bèo, khi bèo phát rồi thì chúng ta sẽ dùng nó làm thức ăn rất là tự nhiên. Còn nếu là bà con mà không nuôi bèo được á, thì chúng ta phải tốn phần thức ăn cho nó, rồi chúng ta phải trồng mấy cái loại cây khác, bầu mớp rồi đó cho ăn. Còn bèo này thì rất thoải mái vào ăn thôi. Rồi em cho bà con xem lại cái bèo trứng nha. Thì nó nổi liều phiều mặt nước á, nó như trứng thôi. Đấy. Thì bèo trứng này ốc vẫn ăn, nhưng mà nó nhỏ quá, để vô nó cũng nút hết à. Nó ăn ham lắm. Thì cũng 40% đạm đó. Nhưng mà khi cái bèo trứng này chúng ta để tầm khoảng một tuần sau thì nó sẽ phát thành bèo cám. Thì có thể là cái bèo trứng này là nó sinh ra được từ bèo cám, thì nó là trứng của bèo cám nên từ người ta gọi là bèo trứng. Rồi như đây cũng được rồi bà con, đây cũng tầm khá nhiều rồi, 4-5 kg rồi. Thì cho vô ăn như đây thôi, tại vì sáng một bữa rồi chiều cũng cử nữa, thì buổi sáng là nó làm hết à. Đây là ấu nè, nó dính quá trời dính nè. Ấu này thì nó sắp lên cây luôn, nó sắp lên mầm luôn. Nói chung là tầm khoảng mấy tháng, 3-4 tháng là nó tàn, nó phát tốt dữ lắm, nó phát kín ao hết. Lúc trước là em quay bà con thấy là nó phát kín ao hết. Thì nhưng mà sau thời gian là nó tàn đi, củ ấu nó rụng xuống rồi nó tàn, rồi nó lên lại. Rồi, giờ em sẽ vô cho ốc ăn cho bà con xem nha. Ốc con ăn thôi, 5-6 kg à. Ở đây là mấy cái mùng dưỡng ốc giống bên em nha bà con. Thì đây là cái mẫu 3 tuần. Mẫu 3 tuần. Để em bắt cho bà con xem. Đây. Cái kích thước nó là bằng hạt đậu nành trở lên nha bà con. Trọng lượng là sẽ là 100g nó sẽ bằng 2.000 con. 1kg nó sẽ rơi vào tầm 20.000 con. Thì mẫu này bên em xuất với giá là 400 đồng. Hiện tại thì cuối năm thì bên em sẽ, nếu bà con mua trên 10.000 con thì sẽ giảm xuống 50 đồng, và còn 350, tặng hộp cho bà con 10%. Còn nếu bà con nào mà mua dưới 10.000 con thì vẫn là 400 đồng và tặng 20%. Rồi cái này thì bèo cám này mình cứ gãi lên thôi, gãi đều lên. Cái bèo cám này là nó ăn là nó phát triển nhanh lắm, tại vì nó ăn được đều, con nào cũng ăn được thì chúng sẽ phát triển nó đều hơn, con giống của mình nó đều hơn. Còn nếu mà chúng ta cho ăn mà bầu mớp thì chúng ta gọt nó một miếng, nó sẽ đu được ít con thôi, mấy con còn lại nó ăn không đủ là nó nhỏ hơn. Ở đây buổi sáng là nó ăn, buổi sáng là hết rồi, thì chiều mình sẽ gãi thêm tiếp. Cái bèo cám này dinh dưỡng nó cao nên nó phát triển rất là nhanh và nó đều con ốc, nên bà con thấy không? Đây là bằng hạt đậu nành trở lên đó, 3 tầng nha bà con. Cái này là bà con nuôi cái là đạt. Rồi em xin qua cái mùng khác nha bà con. Cái mùng này là được con giống nó xuống được khoảng 3 ngày. Thì bèo cám này là nó vẫn ăn chưa hết nè. Lúc đầu xuống là bên em sẽ để bèo cám xuống trước, bèo cám bèo trứng là để chung luôn. Một cái là mình thả lên cái lá chuối thôi, là nó sẽ ăn từ từ, nó ăn từ từ ra. Đấy, 3 ngày thôi nên con ốc nó rất là nhỏ. Thì khi mà ốc mới nở thì nó nhỏ thành tiêu. Đây thì mình cũng gãi ngay nè bà con, cứ gãi thẳng lên thôi. Thấy nó nở được 3 ngày nó ăn chưa hết á. Nó em mới xuống giống được 3 ngày nó ăn còn lưa thưa, lúc đầu thì em để kín bèo luôn á. Thì còn đây là cái mẫu được 14 ngày tuổi nha bà con. Ở đây em bắt cho bà con xem. Mẫu này thì là mẫu 1 của bên em, thì kích thước nó là bằng hạt tiêu hoặc là hạt đậu xanh đó. Thì trọng lượng là nó rơi vào 100g thì nó bằng 3.000 con, thì 1kg nó sẽ là 30.000 con. Mẫu này thì bên em sức là 300 đồng con. Khi bà con mua trên 10.000 con thì sẽ giảm xuống còn 250. Còn nếu mua dưới 10.000 con thì hiện tại là bằng là 300 đồng và tặng bà con 20%. Còn nếu mà mua 10.000 thì 250 và tặng 10%. Cuối năm thôi, cuối năm thì giảm giá cho bà con luôn. Đây cũng là mẫu 1 nha bà con, cũng tiến hành gãi thôi. Thì cho ăn bèo cám này thì đơn giản lắm, mình cứ gãi đều lên là bèo cám thì nó ngập nước thì nó cũng tản ra. Nên bà con ốc nó sẽ ăn rất là đều. Nó ăn đều là nó lớn rất là nhanh và nó lớn đều con ốc. Còn chúng ta mà cho ăn mấy cái loại thức ăn khác thì nó lớn không đều đâu. Và phát triển nhanh nhất là chính là bèo cám này thôi. Để em bắt cho bà con xem mẫu 1 nha bà con. Kích thước bằng từ hạt tiêu trở lên đó, hạt đậu xanh. Này là mình bên em sức 300 đồng. Cuối năm thì khuyến mãi cho bà con còn 250 thôi, nếu mua bà con mua nhiều. Mẫu 14 ngày tuổi nha bà con. Còn đây là cái mùng bên em mới xuống sáng nay luôn nha bà con ơi. Thì nó chưa, con ốc nó chưa biết ăn luôn đó. Đây bà con thấy bèo kín hết á, lúc đầu là mình xuống kín hết vậy đó. Thì nó đeo, nó sẽ bên em sẽ thả trên cái lá chú này, nó sẽ bắt đầu đeo lên. Đây. Mới nở này thì nó nhỏ hạt tiêu nữa. Nếu mà ốc mới nở đây là 1kg nó rơi vào tầm khoảng 45-50.000 con. Thì nuôi tầm khoảng tuần 2 tuần nó sẽ phát triển cao lên. Thì con ốc nó nuôi càng lâu thì kích thước nó, trọng lượng nó nặng lên, thì một ký nó sẽ giảm cái số con là đầu con lại. Thì bà con mua giống thì bà con phải quan tâm tới đầu con, tại vì đầu con nó nhiều thì bà con sẽ nuôi nó đạt được nhiều. Rồi bên đây em cũng xin giới thiệu tới bà con về cái mùng nuôi ốc thịt của năm sau của anh em nha. Thì mấy cái mùng này thì sẽ nuôi, hiện tại là có bèo cám. Bên em sẽ nuôi là gông với bèo cám, cũng cho ăn bèo cám thôi. Nhưng mà cũng sẽ, khi nó lớn dần nó ăn hết bèo cám thì cũng sẽ cho ăn thêm các loại thức ăn khác. Chứ bèo cám không thì cũng không đủ được nha bà con. Đây có 19 cái mùng, mỗi bên 9 cái. Đây bèo cám kín hết, để nó ăn đừng khúc rồi đó. Cũng cho thêm các loại thức ăn khác. Đây em bắt ốc lên cho bà con xem. Cái này là bằng đầu đũa nha bà con. Thả được cũng trên tháng rồi đó. Nó sẽ ăn dài là kia là biết là hết bèo luôn à. Nói chung là nó ăn bèo cám là ham lắm, cũng vớt vô hoài đó. Để nuôi ốc rồi chúng ta phải có bèo cám và bèo tấm. Này là bên em bắt cầu luôn, cầu đi cho nó dễ, nó tiện quan sát thôi. Thôi thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha bà con. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Thì nếu bà con nào mà có nhu cầu về con giống hay là trứng thì cứ liên hệ với bên em ở cái số hotline ở bên góc trái màn hình đó. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.